tưởng tượng bạn có chiếc điều khiển có thể sai khiến người khác tùy ý. Thú vị có đúng không? Đọc tạp chí thật là vui, nhưng tiếng chuông cửa làm bạn bị gián đoạn. Không biết ai thế nhỉ? Không có ai cả, chỉ để lại một bưu kiện, một cái hộp gì đó. Chắc là bạn đặt mua gì có đúng không? Phải mở ra xem mới được. Cái gì đây? Sách hướng dẫn sử dụng điều khiển con người. Wow! Có cả cái điều khiển thật này. Chà, công nghệ ngày một tiến bộ. Được rồi, thử bấm nút tắt thử xem nào. Ồ, bạn mình bị ngất rồi. Vì đây là nút tắt mà. Nhanh lên, mau nhấn nút lần nữa. Này, tỉnh lại đi. Bạn tỉnh rồi hả? May quá. Thật là quyền năng. Bực mình làm sao? Mỗi khi muốn yên bình đọc sách thì cô bạn bỗng nổi hứng karaoke. Ôi trời ơi, không chịu nổi mà. Thật may là có điều khiển ở đây rồi. Nút âm lượng ở đâu nhỉ? Giảm tiếng xuống. Ồ, bạn ấy ngày càng hát nhỏ hơn. Mất tiếng luôn rồi. À, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng còn quá sớm để xả hơi, vì điều khiển có thể rơi vào tay kẻ thù. Một lần nhấn nút cảm xúc, thế là mọt sách biến thành cô nàng tiệc tùng. Kỳ diệu. Mình ghét đồng hồ báo thức. Tiếng chuông như tra tấn thúc giục mình rời khỏi giường. Mình muốn ngưng động thời gian, hay tốt hơn là quay ngược thời gian. Giờ mình có thể mà, vì đã có điều khiển ở đây rồi. Bấm nút quay lại, thế là có thể ngủ nướng tiếp được rồi. Thì ra điều khiển này kiểm soát cả thời gian nữa. Tuyệt vời. Bữa sáng có sữa và ngũ cốc. Chán quá nhỉ. Ngày nào cũng như ngày nào. Hãy thêm chút gia vị cho tình huống này nha. Nhấn nút dừng. Thế là cô bạn bất động. Đổ ngay cả hộp ngũ cốc vào bát nào. Chất ngọn như núi. Giờ đã có một bữa sáng đủ và lành mạnh rồi. Mặc dù người làm nên thì không được ăn mấy. Coi như hoàn vốn. Ngày trôi qua chậm quá. Công việc mỗi ngày khiến mình phát điên. Ước gì ngày trôi qua nhanh hơn. Mình lại nằm mơ giữa ban ngày rồi. Mình chẳng biết phải làm gì nữa. Thời gian chậm như rùa bò. Không cần phải chịu đựng nữa. Bởi vì ta đã có điều khiển toàn năng. Chỉ cần tua nhanh thời gian. Chà, tốt hơn hẳn rồi đấy. Một giờ trôi nhanh như một giây. Đã hết ngày rồi. Và ta về nhà thôi. Mình thích những ngày như thế này hơn. Xếp hàng đi tắm sao? Bạn tắm sao mình? Giờ đã có cách tắm trước của bạn rồi. Chỉ cần bấm nút dừng trên điều khiển thần kỳ. Buồng tắm đã có người. Cô bạn chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào cửa. Rồi mà, phòng vệ sinh là của bạn. Chạy đi, Lola, chạy! Khi được sếp trả lương. Thiên đường! Ước gì khoảnh khắc này lặp lại mãi. Chuyện nhỏ. Bạn chỉ việc nhấn nút lặp lại trên điều khiển và mọi thứ sẽ rơi vào vòng lặp. Sếp mình hào phóng quá. Sếp còn sẵn sàng lấy tiền túi trả cho nhân viên nữa. Tuyệt, đúng là bội thu. Còn giờ, cẩn thận, nguy hiểm. Mẹ phát hiện trên tay mình có hình xăm. Mẹ không vui chút nào. Xăm vĩnh viễn hả? Sao con dám làm như vậy? Thương mẹ quá. Chắc mẹ sốc lắm. Ta sẽ điều khiển cảm xúc của mẹ một chút. Tất nhiên là bằng điều khiển rồi. Nhấn nút cảm xúc. Thế là tâm trạng mẹ thay đổi hoàn toàn. Và có khi mẹ còn muốn đi xăm nữa ấy chứ.
đúng là kỳ tích. Mẹ như một người khác hoàn toàn. Cổ tay mẹ xăm chữ em chưa 18. Cảm ơn nha điều khiển ơi. Nhưng nếu điều khiển hết pin thì sao ta? Sai một ly là đi một dặm. Cuốn sách va vào cốc sứ, thế là sàn nhà đầy những mảnh vỡ li ti. Thế thì nguy quá. Có lẽ nên nhờ điều khiển trợ giúp. Phải, chắc chắn rồi. Nhấn nút tua lại. Và đây, chiếc cốc sứ yêu quý, nguyên vẹn nha. Còn có thể dùng điều khiển để phá bỏ những thói quen xấu. Ví dụ, cô bạn quen thói uống nước ép luôn trong hộp. Sao bạn không rót ra cốc riêng mà uống? Được lắm, cho bạn biết lễ độ này. Nhấn nút trên điều khiển. Dừng lại đi. Mình sẽ không dừng lại đến khi bạn uống hết sạch. Trời, thế là có chiếc áo mới và người bạn mới. Trang điểm đòi hỏi sự tinh tế. Hãy bắt đầu bước kẻ lông mày. Mấu chốt là dừng lại kịp thời và không kẻ quá dài, để không nhìn giống búp bê brush. Đúng thế, dừng tay đúng lúc, nhưng nó dễ hơn làm. Sao bạn dùng phấn bắt sáng nhiều thế? Bạn có muốn biến thành viên kim cương sống hay không? Không đâu, chỉ là trò đùa thân thiện mà thôi. Nếu nhấn nút lặp lại thật nhiều lần sẽ khiến cô bạn lấp lánh, trang điểm nhiều lớp. Sushi ngon quá đi, nhưng chẳng mấy ai thích wasabi cả. Phải cẩn thận với gia vị này. Bấm một chút wasabi lên miếng cơm cuộn. Và một chút. Một chút nữa. Cho đến khi được một núi wasabi. Đó là bởi vì cô bạn cầm điều khiển đang bấm nút lặp lại. Và giờ thì tua nhanh để đưa miếng cơm vào miệng nạn nhân xấu số. Bấm nút dừng. Thế là tha hồ có cảnh hay mà xem. Thật là ác. Hẹn hò nào. Khoảnh khắc tuyệt vời và kỳ diệu đó khi trông thấy người ấy. Cho nên bạn muốn cho anh ấy bất ngờ. Chàng đỡ lấy và bạn xoay vòng. Ngọt ngào làm sao. Muốn kéo dài mãi mãi. Chuyện nhỏ. Nút lặp lại trên điều khiển rất ra gì và này nọ. Thì ra hạnh phúc là mãi mãi. Quan trọng là anh ấy có đủ sức khỏe hay là không. Nhân tiện thì chiếc điều khiển cũng rất đắc lực tại phòng gym. Ví dụ trên máy chạy bộ. Này, bạn phải chạy chứ không phải đi bộ trên máy. Bạn làm được mà. Nhấn nút tua nhanh. Tăng tốc bất ngờ. Bạn mình ngày càng chạy nhanh và nhanh hơn. Hình như chạy quá đà rồi. Bạn cứ chờ đấy. Đã có cơ hội trả đũa rồi. Cô bạn nghịch ngợm đang trải thảm ra. Trước hết, phải giãn cơ thật kỹ. Bỏ không điều khiển như thế là sai rồi nha. Và khán giả ơi, trò đùa mới bắt đầu. Vâng, bài tập này đòi hỏi sức chịu đựng siêu việt. Hãy nhấn nút dừng. Xin chào bạn yêu. Chúng mình giữ nguyên tư thế plank đi nha. Mình ghét cái điều khiển đó. Con gái đâu có mãi gọn gàng. Đôi khi là vì lười quá. Còn giải thích sao cho đống lộn xộn này đây? Bạn mình hẳn là đang bực lắm. Tự dọn dẹp những gì bạn bày ra là khó lắm sao? Đừng phàn nàn nữa, mình không có hứng. Thế hả? Thế mình dùng nút cảm xúc nha. Cô bạn cẩu thả bỗng chốc cuồn sạch sẽ. Cả căn phòng thay đổi ngay trước mắt. Không còn gì bày bừa nữa rồi, sạch bông luôn. Chiếc điều khiển thật sự giúp ích rất nhiều. Quả là một phát minh vĩ đại. Kiểm soát người khác là điều ai cũng mong muốn. Đưa cái điều khiển đây. Không, mình cần dùng. Các cô gái đừng đánh nhau. Vỡ mất rồi. Thế
thế có khi lại tốt hơn. Ôm nhau không? Bạn thấy câu chuyện thế nào? Nó có hơi vô nhân đạo khi kiểm soát bắt ép người khác đúng không? Bạn sẽ làm gì nếu có chiếc điều khiển giống như vậy? Hãy bình luận cho bọn mình biết nha! Đừng quên bấm like, theo dõi kênh của chúng mình và nhấn nút quả chuông để không bỏ lỡ những mẹo vặt và trò đùa vui nhộn trên kênh Trôm Trôm Celeste.